nhận quân huy free. Đó có phải là sự thật? Mình xin trả lời đó chính là 100% hoàn toàn là thật. Nếu mà bạn chơi ở server như là ở Việt Nam hoặc là Thái Lan thì muốn có quân huy, một cái loại tiền tệ quyền lực hàng đầu trong liên quân, bạn chỉ cần có quân huy thì điều gì đều có thể cả. Vậy thì muốn được có quân huy, chúng ta phải nạp thẻ, nhưng mà ở server mang tên là C, dành cho các kiện tướng Philippines, Singapore. Họ lại chỉ cần thực hiện các hoạt động trong game và đổi quân huy bằng Ruby mà thôi. Vậy thì sự kiện đó là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay nhé. Thì mới đây, Garena chính thức đáp ứng lòng mong mỏi này của cộng đồng. Nhưng cần nói thêm đó chính là server được áp dụng chính sách tặng quân huy free lại là máy chủ C, cùng có Singapore, Malaysia và Philippines. Đây là server liên quân do công ty mẹ của Garán, nên điều này không khiến chúng ta quá ngỡ ngàng rồi đúng không nào? Điều này chắc chắn sẽ giúp cho anh em các kiện tướng không thể nạp 10 triệu, 20 triệu các kiểu để mà có thể full tướng được, nhưng vẫn có muốn được các tướng như là 40 đến 50 tướng, hàng chục skin hiếm và hiệu ứng, hoặc có thể đó chính là đá quý. Và quân huy không giới hạn. Thì các bạn hãy du học sang Silver Sea ngay bây giờ. Cơ chế tặng quân huy free cho game thủ lĩnh Codobai Silver Sea được thực hiện thông qua tính năng điểm năng động. Game thủ phải tích lũy cái điểm năng động này nhờ vào các hoạt động rất đơn giản thôi. Anh em chỉ cần đăng nhập hàng ngày được 10 điểm, cùng chơi với bạn một trận 30 điểm, cùng thắng với bạn một trận 30 điểm, thắng hai trận thường hoặc rank 25 điểm. Tối đa một ngày anh em có thể tích lũy được 120 điểm năng động. Khi đạt các điểm năng động nhất định 150, 300, 500, 800 thì game thủ có thể đổi Ruby để lấy quân huy free. Tỷ lệ đổi là 80 Ruby lấy 10 quân huy. Ruby là loại tiền có thể farm được thông qua rất nhiều cách, trong đó có quá trình tích lũy điểm năng động giúp người chơi nhận lượng Ruby từ hệ thống. Nếu chăm chỉ cày điểm năng động mỗi tuần, game thủ chắc chắn sẽ nhận được free 40 quân huy. Đây là số tiền không phải là quá nhiều, nhưng rõ ràng việc nhà phát hành tặng quân huy cho người chơi là một nét độc đáo chưa một server nào có cả ngoài C ra. Anh em đừng quên rằng server C chính là server anh em chỉ cần chơi một tuần, anh em thể được tặng 28 đến 30 tướng trong 1 đến 2 tuần đầu chơi. Vé quay kho báu, Ruby, thẻ thử tướng hot và rất rất nhiều thứ khác. Ngay cả cái shop đổi bảnh thì đều rất là khác biệt so với server khác. Thì chắc chắn với sự kiện tặng quân huy cho game thủ này thì không một server nào đáng để anh em du học sang hướng server C này. Đương nhiên du học chỉ là du học mà thôi, tại vì chúng ta muốn chơi được ở server C này, anh em phải sử dụng cái VPN, tức là đổi IP sang để mà chơi ở các server đó. Đó là điều quan trọng khiến chúng ta đôi lúc không muốn sang du học cho lắm. Nhưng mà nếu anh em nào có hứng thú thì cứ qua thôi, tại vì chơi ở server đấy thì khác gì chúng ta chơi ở bên Đài Loan đâu ạ, đúng không ạ? Mà ở đây lại có được tặng cả tướng, cả Ruby, cả quân huy thì đúng hơn. Chỉ vậy anh em hãy nêu ra đánh giá của mình xem là có nên qua server C hay không. Tôi sẽ để cái link tải cho anh em ở Android và iOS server C ở phần dưới mô tả và phần dưới bình luận. Anh em ấn ở đấy là chúng ta có thể tải ngay và chơi ngay nhé. Chúc anh em may mắn. Hi, chào anh em. Vậy là mình vừa chỉ cho anh em cách nhận quân huy free rồi. Thì bây giờ chúng ta trở lại một cái trận đấu nào. Lâu lắm rồi mình chưa làm các trận đấu để up lên. Thực ra mình chơi thì khá nhiều, nhưng mà mình chưa kịp thời để mà render bình luận và up lên cho anh em. Và hôm nay thì mình chơi bị tướng Mark anh em ơi. Mark ở trong phiên bản đấu trường sinh tử này vừa bị giảm đi một cái khả năng làm choáng từ trước cuối. Rất đáng gờm đó nhé. Từ 1,5 giây khống chế xuống chỉ còn 1 giây mà thôi. Đây là một điều thiệt thòi cực kỳ lớn với ai yêu thích chơi Mark từ ngày đầu tiên, đặc biệt là giống như mình. Mark là một vị tướng có thể tấn công từ xa với chiêu cuối. Chỉ vậy đây là một vị tướng không nên đi cùng team, mà chúng ta nên tách lẻ ra để mà đi gọi là đẩy đường. Nếu mà cần thiết ấy, chúng ta chỉ cần bay mà thôi. Rất là hung hãn, đó chính là vị tướng Wonder. Thực sự ở kèo này thì mình không ăn được Wonder. Biết các bạn ra sao chứ kèo này lúc đầu mình bị ganh hơi thọt một chút. Thực ra là mình hơi tranh đồ nên chỉ muốn đánh nhau. Mình chủ yếu là đang ôm trụ và farm thôi, không vì gì phải sợ cả. Nhất là vị tướng Mark này, khả năng châu bò thì khỏi nói rồi. Thứ mình đang đợi thời cơ ở đây đó chính là thời cơ để mà tấn công kết hợp của đồng đội của mình mà thôi. Đây, bắt ngay Ragnarok anh em ơi. Thực ra bắt ở đây ấy, chỉ là dọa hàng đánh nhau đôi chút thôi.
chứ mình gọi là sao ta, gọi là bảo kê con bùa xanh cho Murat mà thôi, chứ hoàn toàn không có ý định là tấn công. Nhưng mà chắc chắn với chiếc cuối của mình thì Naruto phải bỏ chạy ngay. Ok, Wonder xuống giao tranh ở đường mid rồi, nhớ báo cho đồng đội biết khi mà kẻ địch mất tích. Đừng bao giờ quên ping, ping là một thứ rất là quan trọng, dù anh em đánh liên minh hay là liên quân đều vậy mà thôi. Ping báo hiệu cho đồng đội cực kỳ quan trọng. Giao tranh đang nổ ra rất lớn ở đây, có Wonder ở đó. Mình quyết định là thế nào? Thôi, team mình quyết định là rút lui rồi, mình không vào làm gì cả, mất thời gian ra. Tiết kiệm mọi thời gian, cố gắng farm lính, farm vàng. Đánh thì đánh. Đánh. Thực ra mình rất là hạn chế, con mắt của mình rất là hạn chế đánh nhau ở tình trạng thấp máu. Nhưng mà mình không ngại đánh nhau. Mình nói thật là như vậy luôn. Tại sao mình lại phải cố gắng để tình trạng mình phun máu thật là nhiều? Tại vì mình có thể chuẩn bị ở trước cuối. Mình phải cố gắng. Ôi giời, bị đánh anh em ơi, sâm mặt mất. Không sao không sao, thoải mái đi. Mình phải về anh em ạ. Mình phải về. Về sau đây là chúng ta lên chiêu cuối để mà thủ trụ luôn nha anh em ơi. Mình lên chiêu cuối mà. Bật luôn chiêu cuối và thủ trụ ngay. Bắn nhắm vào con Wonder. Ây chà chà, cái trụ này. Không sao, team mình lên rồi anh em ơi. Có tu lên và mình câu giờ nào. Câu giờ nào anh em ơi. Team bạn đang rất máu chiến nhưng không biết là team mình đang lên. Hí hí, chết chắc. Chẳng có kèo nào nó thơm như kèo này anh em ạ. Ok, vậy là ID vừa báo cho chúng ta biết đó chính là thanh niên Theonat vừa mất xong cái túc biến của mình rồi. Vậy là cái trụ này dành cho chúng ta anh em ơi. Chắc chắn ăn rồi. Nếu mà không có xe thì tôi còn nghi ngờ về khả năng ăn trụ của mình. Nhưng mà chắc chắn có xe là ăn được. Mình không hiểu tại sao nhưng mà trụ của liên quân ấy không có lính thì rất là khỏe. Nhưng mà một khi không lính ấy, chỉ cần tầm 2 cái xe trở lên thôi, chắc chắn là mất hơn 50% lượng máu bị mất. Đó là cái điều mà một số lúc mình rất là ghét trụ liên quân. Tại mình cảm giác là yếu đuối quá anh em ạ. Thà bảo là có tướng đánh thêm thì nó còn khỏe đúng không ạ. Nếu không thì bây giờ chỉ cần nói thật với anh em là chỉ cần tầm xem nào, 3 cái xe thôi và mấy con lính, chắc chắn mình nói đảm bảo 100% cái trụ nó bay ngay. Cái trụ đầu tiên ấy, chắc chắn bốc hơi luôn. Mấy kèo khá thơm anh em ạ. Nhưng mà xét đi xét lại thì chưa thấy kèo nào đáng để tấn công lắm. Có kèo. Kèo nát chính là cái kèo mình đang nhắm tới anh em ơi. Để tôi xem nào. Đánh được. Tất cả nhắm vào cái con xạ thủ đấy. Mọi thứ khác không quan trọng. Quan trọng là nện được con xạ thủ anh em ạ. Tại vì team bạn ấy đa phần là tanker thôi. Mà xạ thủ thì không thể không giết được. Mình mà không giết xạ thủ ấy thì nó bắn nát cả team ấy. Mặc dù anh em nhìn cái kiểu của con Wonder này nó khỏe, nhưng mà anh em cần phải nhớ là nó là một cái vị tướng gây sát thương dai dẳng theo thời gian. Nhưng mà nó chưa thể bằng được cái con Theonat nó bắn đâu. Con xạ thủ nó bắn nó lực hơn rất là nhiều anh em ạ. Chỉ vậy dường như là Mark là vị tướng sinh ra để bắt các vị tướng chủ lực máu giấy hoặc là kết thúc các pha giao tranh. Ví dụ như này nha. Khi mà Mark được kết hợp cùng Nagrod ấy, nó cực kỳ khỏe. Khỏe ở đâu? Tôi ví dụ một đơn giản thôi. Nếu Nagrod bắt một vị tướng chủ lực, ví dụ bắt Theonat chẳng hạn, nhưng mà hắn ta tốc biến và chạy được, thì Mark chỉ là kẻ kết thúc cái vị tướng xấu số đó. Đó là lý do vì sao mà mình phải nói với các bạn là Mark là một vị tướng cực kỳ mạnh, nhưng mà tại sao lại khó chơi và ít được người vận dụng. Một lý do cực kỳ đơn giản thôi. Phải có đồng đội. Thứ hai, đồng đội phải hiểu ý. Thứ ba, trên Mark phải căn lựa thời gian sử dụng chiếc cuối rất khó. Đây là vị tướng nếu mà vận dụng chiêu thức ấy nó đơn giản, nhưng mà tấn công lại rất khó bắt luôn anh em ơi. Cơ hội ngàn năm có một cơ mà. Úi giời ơi, đẩy luôn cái vòng của Murat, trừ mất âm hơn mấy trăm giáp, chết 100% luôn. Thực sự thì khi mà chưa bị giảm sức mạnh ấy, con Mark này nó có chiêu cuối khống chế 1.5 giây. Đó là một cái sự kinh hoàng. Thực sự là một sự kinh hoàng 1.5 giây. Nhưng mà khi mà sang phiên bản chuẩn bị tiếp theo ở cuối tháng 6 này, mang tên đó chính là cúp bóng đá ấy, Mark lại tiếp tục bị giảm sức mạnh. Mà lần này là giảm ở chiêu 1 anh em ơi. Chiêu 1 anh em thừa biết là khi mà chúng ta càn quấy vào lính quái và tướng thì nó tăng tốc độ chạy của Mark rất nhiều. Nhưng mà ở trong phiên bản mới ấy, thì nó bị giảm đi. Đó là một sự thiệt thòi rất lớn. Xem là ép trụ được không. Chắc chắn là không rồi.
Quyết định là lên trên này để tiếp trụ đường kinh công anh em ơi, chuẩn bị các chiếc cuối. Kêu gọi anh em mà rút lui để mà team địch ra ngoài giao tranh. Đấy, chúng ta đánh nhau sau. Tôi đang nhắm tới con mồi ngon nhất của tôi, đó chính là con theo nát anh em ơi. Nhiệm vụ của tôi là chủ... Wow, khỏe vậy. Đánh luôn anh em ơi. Không đánh, bỏ đi, ăn trụ thôi. Đó, đôi lúc các pha trụ của mình có thể ép đối thủ phải về thủ, anh em hiểu không? Đó là cách để mình chúng ta ép trụ một cách gián tiếp. Một là ăn được, không ăn được thì tao lại lùi về thủ trụ thôi. Rất là easy, nó ăn luôn. Ấy, gắt. Ấy, chạy được, sao, còn rất trâu anh em ạ, còn rất trâu, cẩn thận. Anh em đừng quên là con Wonder ở trong phiên bản mới này ấy. À không phải phiên bản mới đâu, tận phiên bản trước có cơ. Nó có khả năng kéo rất là ghê. Kéo ghê là vì sao? Kéo ghê là vì chiêu 2 của nó dây thừng chân thật. Chỉ cần kéo trúng tướng ấy, nó sẽ được giảm 3 giây. Như vậy khi mà hắn ta full ấy, tức là full chiêu thức này với lại cộng thêm 40% giảm một chiêu, thì hắn ta chỉ cần mất thêm 3 giây là có thể hồi lại chiêu thức kéo kia rồi. Vì vậy anh em hết sức cẩn thận khi mà phải đối đầu với một Wonder. Nhưng mà team mình quá khỏe rồi anh em ạ. Tấn công luôn. Quá đẹp anh em ạ, win rồi. Win. Yeah, ok. Đó là một video về vị tướng Mark. Vị tướng mặc dù bị giảm sức mạnh ở trong phiên bản đấu trường sư tử nhưng còn cực kỳ mạnh, và anh em nên chơi và tham gia. Đừng quên có cả dịch vụ nhận quân huy free ở Saber Sea, anh em đừng quên tham gia nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Goodbye, see you again. Đừng quên like và đăng ký kênh giúp mình sớm đạt 700.000 subscribe nhé. Cảm ơn anh em. Mãi yêu anh em rất rất nhiều. Yeah. Để ủng hộ S, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên. Các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều.